Thời gian qua, Hội nông dân huyện Yên Châu đã vận động hội viên triển khai thực hiện nhiều phong trào thi đua, khơi dậy ý chí, nỗ lực vươn lên, tinh thần đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, ngày càng xuất hiện nhiều mô hình kinh tế hiệu quả cho thu nhập cao. Giai đoạn 2017-2022, Hội nông dân huyện Yên Châu đã phối hợp với các đơn vị tổ chức 513 lớp tập huấn, xây dựng nhận diện mô hình, chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ mới về trồng trọt chăn nuôi cho trên 25.600 lượt hội viên. Hội nông dân các cấp nhận ủy thác hơn 110 tỷ đồng với Ngân hàng Chính sách Xã hội cho hơn 2.400 hội viên vay vốn, tiếp tục phát triển và nâng cao hiệu quả quỹ hỗ trợ nông dân với tổng nguồn vốn 6,4 tỷ đồng, tạo điều kiện cho hàng trăm hội viên vay triển khai các dự án phát triển kinh tế. Hội nông dân các xã còn phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện hướng dẫn nông dân tham gia phát triển sản xuất theo mô hình hợp tác liên kết bao tiêu sản phẩm theo chuỗi giá trị. Đến nay, toàn huyện đã thành lập 54 hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả điển hình như hợp tác xã nông nghiệp an toàn Trường Hạc, hợp tác xã Xuân Tiến, xã Sạp Vạt, hợp tác xã Phương Nam, xã Lóng Phiên, hợp tác xã Thanh Sơn, xã Tú Nang, phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và xây dựng 6 sản phẩm ô cốp đạt từ 3 sao trở lên, chủ động liên kết bao tiêu sản phẩm nông sản của địa phương. Phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đã lan tỏa sâu rộng trên địa bàn, thu hút đông đảo hội viên nông dân tham gia. Đến nay, toàn huyện có trên 1.430 hội viên nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình sản xuất kinh doanh tiêu biểu đạt trên 200 triệu đồng trên một hecta đất trồng trọt được tỉnh và huyện vinh danh, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện hàng năm trên 3%.